Thảo bài hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2023. Shop Hàng Mì xin giới thiệu mẫu Twitter R5. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô thằng nhôm. Tay đề Shimano Terra, cùi đề cùi đĩa Shimano Terra. Giá xe 13 triệu 500 ngàn, bao ship Twitter R5. Màu đen đỏ. Tay đề bấm xả Shimano Terra 4007, hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Tay thắng Retrobat, bao tay chìa cực kỳ êm ái. Giá xe 13 triệu 500 ngàn, bao ship Twitter R5. Ghi đông bô tăng nhôm Twitter. Ghi đông bô tăng nhôm, dây âm ghi đông mẫu mới. Tay đề bấm xả Shimano Terra 4007, tay thắng Retrobat, bao tay chìa cực kỳ êm ái. Khung sườn là khung sườn carbon và phuộc là phuộc carbon, ghi đông bô tăng nhôm, dây âm ghi đông Twitter R5. Khung là khung carbon, phuộc carbon. Xe được trang bị khung sườn carbon fiber. Giá xe đang được bán với giá 13 triệu 500 ngàn, bao ship. Mã sản phẩm, tên sản phẩm Twitter R5. Cốt yên carbon. Yên xe được trang bị yên Retrobat ngàm thắng gom Techo. Khung xe được trang bị khung carbon, phục carbon. Ghi đông bô tăng nhôm. Bánh trước, bánh sau, bánh nhôm, cối nổ, niền nhôm, niền cao 3/6. Twitter R5. Khung carbon, phục carbon. Dây âm ghi đông mẫu mới. Các bạn để ý mẫu mới của R5 nó sẽ khác với những mẫu cũ như thế nào. Mẫu cũ có cái lỗ đây, mẫu cũ có cái lỗ đây, và mẫu mới bộ cổ ở đây, nhưng mà ở đây nó sẽ hở ra cái vai, nó sẽ lồi ra cái vai ở đây, và cái bô tăng khác, nó sẽ không ôm. Nói chung mẫu cũ nó sẽ không ôm và không liền lạc như mẫu mới vậy. Đây gọi là mẫu mới nhất nha các bạn nha. Các bạn thấy nó liền lạc không? Liền mạch và nó ôm nhau hết. Dây nó sẽ bó sát và đi vô rất nhiều, rất đều và rất đẹp. Twitter R5. Khung carbon, phụ carbon. Niền nhôm, niền cao 3/6. Ngàm thắng gom Techo. Twitter R5. Cốt yên carbon. Yên xe được trang bị yên Retrobat ngàm thắng gom Techo. Niền nhôm, niền cao 3/6, đùm bạc đạn Retrobat. Xe được trang bị cấu hình là 2 đĩa và 10 lip. Cùi đề đĩa sẽ được trang bị cùi đề đĩa Shimano Terra 4007. Giờ dĩa RBL cốt rỗng Rowell 2 đĩa. Sơn 10. Xe được trang bị tổng cấu hình là 2 đĩa và 10 lít. RBL cốt rỗng Rowell. Sơn KMC X10. Cùi đại đĩa Shimano Terra 4007. Lip thả 10 tầng. Cùi đại lip Shimano Terra 4007, 2 đĩa và 10 lip. Đầm bạc đạn CNC Retrobat. Đĩa và 10 lít. Rúp Shimano Terra 4007, bộ rúp gồm có tay đề, cùi đề đĩa, cùi đề lít, hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan.
Niền nhôm niền cao 3/6, vỏ xe được trang bị vỏ Innova Rồ Sâm Tham 725, van vòi hạt gạo. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 13.500.000 bao ship. 13.500.000 bao ship. Màu sắc đang có màu đen đỏ, màu đỏ, màu trắng, màu cam, màu vàng, màu lông chuột, màu xi măng. Tất cả các màu đều bán một giá 13.500.000. Shimano Terra 2 đĩa 10 lít, do dĩa RBL cốt rộng ProWell, sên 10, lít thả 10. Màu sắc con xe là màu đen đỏ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 13.500.000. 13.500.000. Khung sườn carbon fiber. Victor R5 13.500.000. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bộ tăng nhôm. 3 món đồ Shimano Terra 4007 gồm có tay đề đĩa, tay đề, cùi đề đĩa, cùi đề lip Shimano Terra 4007. Do dĩa RBL cốt rỗng Rowell, 2 đĩa 10 lít.